Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay ngày thứ hai 21 tháng 4 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Texas hiện có khoảng 100.000 thành viên băng đảng. Phó tổng thống Mỹ tới Uran hứa trợ giúp năng lượng và kinh tế. Tại Việt Nam lật xuồng máy vì đùa giỡn 4 người thiệt mạng. Công an Hải Dương bác đơn của kiều nữ Hải Dương kiện báo người đưa tin. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ An ninh Công cộng Texas tuần qua cho hay, số thành viên băng đảng tại tiểu bang này này có thể vượt quá con số 100.000. Ước tính này phù hợp với con số ước lượng của cơ quan liên bang về băng đảng trên toàn quốc và tại Texas. Trung tâm điều tra băng đảng quốc gia từng ước lượng vào khoảng năm 2011 là trên toàn quốc có 1.4 triệu thành viên băng đảng, tăng 40% so với năm 2009. Theo giới hữu trách, thì nhiều băng đảng Mỹ cộng tác chặt chẽ với băng đảng ma túy Mexico để đưa các món hàng cấm như ma túy, vũ khí, người và tiền qua lại hai bên biên giới. Theo Bộ An ninh Công cộng Texas, thì các băng đảng Texas nguy hiểm nhất là Tango Plus Houston và Tango Liquors, với số thành viên tổng cộng là 8.200 người. Sau đó là các băng như Texas Syndicate với hơn 4.400 người, Texas Mexican Mafia với hơn 5.500 thành viên và Prado Azteca với hơn 2.000 thành viên. Tại thành phố Houston, hiện có khoảng 21.000 thành viên băng đảng với 25% trong số này thuộc băng đảng Tango Plus Houston. Băng này là một phần của băng đảng có tên là Tango Plus hoạt động trên toàn quốc. Hiện nay, các chuyên gia về băng đảng cho hay Los Angeles hiện vẫn là thủ đô băng đảng của nước Mỹ. Thành phố Los Angeles hiện có khoảng 450 băng đảng đường phố. Nhiều nhóm trong số này đã hiện diện từ hơn 50 năm nay. Số thành viên của các băng đảng này được ước lượng vào khoảng 45.000 người, nhiều gấp đôi so với Houston. Phó Tổng thống Mỹ John Biden sẽ loan báo kế hoạch trợ giúp kỹ thuật năng lượng và kinh tế trong cuộc viếng thăm 2 ngày ở Kiev, theo lời của một giới chức cao cấp chính phủ Mỹ hôm thứ Hai ngõ lời trên báo chí trên chuyến bay của ông biden tới kiev viên chức này cho hay trợ giúp phần lớn sẽ gồm việc cung cấp kỹ thuật tăng cường hiệu năng sử dụng cũng như sản xuất các mỏ khí đốt của uren và khai thác khí đốt từ các nguồn mới ông biden cũng sẽ thảo luận về các trợ giúp quân sự không có tính cách sát thương của mỹ cho uren thời gian gần đây và những gì có thể cung cấp tiếp theo đó Ông Biden đến Ukraine vào ngày thứ hai và sẽ có các cuộc hội thảo với giới chức lãnh đạo quốc gia này vào hôm thứ ba. Phó Tổng thống Biden muốn đến Kiev để đưa ra một thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ Mỹ trên các phương diện như dân chủ, đoàn kết, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Người đứng đầu phòng cảnh sát điều tra của công an tỉnh Hải Dương vừa ký một văn bản cho hay là đơn tố cáo của bà Phạm Thị Thanh Ngọc, việc Kiều Mỹ nhắm vào báo người đưa tin là không có căn cứ. Bà Phạm Thị Thanh Ngọc cũng đã ngay lập tức lên tiếng cho rằng không phục lập luận trên và dọa sẽ kiện báo người đưa tin đến cùng. Trước đó thì bà Phạm Thị Thanh Ngọc đã gửi đơn đến công an tỉnh Hải Dương yêu cầu điều tra vụ báo người đưa tin tung loạt bài gán ghép cho bà biệt danh là Kiều nữ Hải Dương bà ngọc nói rằng báo người đưa tin đã mô tả bà là một phụ nữ cuồng dâm đã ép một số tài xế taxi quan hệ tình dục ngoài ý muốn trong thời gian bà lưu trú tại một ngôi biệt thự ở thị trấn hải dương đơn của bà phạm thị thanh ngọc nói rằng vì lý do này mà bà phải bay đi bay về từ mỹ và việt nam để đòi làm sáng tỏ loạt bài báo bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm và uy tín của bà bà thanh ngọc tố cáo các phóng viên của báo người đưa tin dựng chuyện giật gân bịa đặt khi nói rằng Bà trong bài báo được gọi là Kiều Nữ Hải Dương, dụ dỗ các bác tài được gọi đến tận nhà để đưa đón bà đi công việc. Thì thay vì lên xe, bà lại tìm cách cho họ uống thuốc kích dục, ép họ lên giường. Báo tuổi trẻ cho biết, không chỉ đâm đơn kiện báo người đưa tin, mà bà Phạm Thị Thanh Ngọc còn yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam can thiệp để bảo vệ nhân phẩm của công dân mình. Từ đầu năm nay, trong chuyến về nước, luật sư đại diện của bà Phạm Thị Thanh Ngọc còn trực tiếp đến tòa soạn báo người đưa tin để khiếu nại, đòi báo này phải cải chính và xin lỗi bà công khai trên báo, đồng thời bồi thường cho bà số tiền là 360 triệu đồng, tương đương với 18.000 đô la. Tuy nhiên, trong văn bản gửi bà Phạm Thị Thanh Ngọc mới đây, thì phòng cảnh sát điều tra của công an tỉnh Hải Dương nói rằng, Loạt bài của báo người đưa tin không hề nêu đích danh, họ tên, địa chỉ rõ ràng của nhân vật mà họ gọi là nữ dâm tặc hay kẻ cuồng dâm. Vì vậy, theo công an tỉnh Hải Dương thì không có căn cứ để cho rằng báo người đưa tin đăng tin xâm phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà Thanh Ngọc. Cuối cùng, là một tin tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 4 năm 2014 đã làm 4 người chết tại sông Vàm Cỏ Đông, đoạn ngang qua huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thi thể của ba thanh niên tên là Trần Quốc Điền, Nguyễn Văn Phương và Trần Thanh Phương đều cùng 28 tuổi được tìm thấy vào đêm 20 tháng 4 năm 2014. Thi thể của nạn nhân thứ tư là Vũ Thị Thu Hà, 27 tuổi, được vớt lên vào sáng thứ hai, 21 tháng 4 năm 2014, lúc khoảng 9 giờ. Báo Pháp luật Sài Gòn cho biết, bốn nạn nhân kể trên cùng với ba người bạn học cùng thời trung học rủ nhau vượt sông Vàm Cỏ Đông bằng xuồng mái. Họ định đi từ bờ sông bên này thuộc thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đến bờ bên kia thuộc bến Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành để hái trăm. Khi xuồng còn cách bờ chừng vài thước, thì cả nhóm bốn nạn nhân kể trên đùa giỡn, khiến cho xuồng trồng trành rồi lật úp. Tất cả bốn người không biết bơi nên bị chìm. Các nạn nhân này đều là cư dân tỉnh Tây Ninh. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ hai 21 tháng 4 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp, số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414.